Đây là cái máy lọc nước siêu nhỏ, chỉ có 500 lít giờ. Bốn cái trụ lọc RO này. Bốn trụ lọc RO. Đó. Thì giống còn lại đi giống 27 không? Bơm trợ áp. Bơm trợ áp. Máy lọc tinh khí RO này. Đấy. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình. Đèn được tím. Bên xả. Bên chứa. Rồi, cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình nha.